Ngải Thầu Thượng, ngôi làng nằm ở độ cao 2.300m so với mực nước biển. Nơi đây được coi là ngôi làng cao nhất Việt Nam trên mũi đá Machava hùng vĩ, bốn mùa mây phủ. Bạn hãy đến đây một lần để cảm nhận sâu hơn sức sống mãnh liệt, kiên cường và những đổi thay của vùng đất giáp biên giới, cũng như tìm hiểu cuộc sống của đồng bào người Mông. Người Mông có câu nói, không có ngọn núi nào cao hơn đầu gối người Mông. Câu nói thể hiện đức tính chịu khó, vượt mọi khó khăn, thử thách, tập quán sinh sống của đồng bào Mông bao đời nay. Câu nói này đúng hơn khi đến với thôn Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Sát, Lào Cai. Phía đông Ngải Thầu giáp xã Trịnh Tường, phía tây giáp đất Trung Quốc, phía nam giáp xã Y Tý và phía bắc giáp ba xã A Lù, A Mồ Sung và Nậm Trạc. Những biển mây trắng bồng bềnh trong nắng sớm trên cung đường đi lên Ngải Thầu, Bát Sát, Lào Cai là nơi thích hợp để bạn đi phượt những ngày xuân. Nơi đây khí hậu ôn đới, quanh năm mây mù bao phủ tạo nên những khung cảnh huyền ảo. Xin mời các bạn hãy cùng hành trình Tung Tăng TV đến khám phá ngôi làng cao nhất Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện nay anh em Tung Tăng TV đang còn trên đường đi thẳng đến Y Tý để sẵn sàng cho cái việc chinh phục cũng như là săn mây trên khu vực Ngải Thầu Thượng. Hy vọng là chúng ta lên thì sẽ gặp mây. Quãng đường từ phía dưới khu vực cột cờ Lũng Pô lên đến đây thì cũng khá là vòng vèo, múa quạt liên tục. Chạy đường khá là nguy hiểm và đường nhỏ luôn, hầu như lên đây chế độ map Google Map cũng bó tay, nhận diện lung tung. Và đường đi từ dưới lên là toàn là lên dốc thôi, chưa có tí nào đổ dốc cả. Chúng ta đang đi lên, không có gương lồi để có thể quan sát được cái người đối diện như thế nào luôn, gương mặt họ như ra sao, có căng thẳng khi đổ đèo không. Chúng ta đều phải tự xử lý, và qua những quãng đường như vậy thì Tuấn sẽ phải bấm còi để cho người từ phía trên xuống người ta biết được. Nếu sau này mà du lịch Y Tý phát triển thì chắc là người ta sẽ xây dựng con đường khác hoặc là làm lại con đường này thì khách du lịch mới lên được dễ dàng. Còn không thì đi đường này thì chị em mà đi xe nhiều chỗ ngồi chắc là ăn được bao nhiêu cho ra bấy nhiêu. Ở đây nào, kẹo này. Chú cho kẹo nào. Ồ, mấy mẹ con đi đâu về đây? Xin chào. Đây, chú cho kẹo hai đứa nha. Mình ở đây là đồng bào người gì? Ở đây đồng bào người gì? Dân tộc gì? Dân tộc Mông. Dân tộc Mông mà. Mấy mẹ con đi đâu về mà lạnh thế này? Ui. Đi bộ đường mù sương thế này mà mấy mẹ con cõng nhau đi đấy. Chúng tôi đi mà không thấy đường. Kinh khủng khiếp, cái đường đi lên mà đường này khó quá. Ui à. Thực sự là nó vừa lạnh mà nó vừa mù. Nên là đi quá trình đi săn mây thì thực sự mây đâu chưa thấy, lên đây thấy mù và lạnh rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hy vọng là cái con đường chúng ta đi lên đây sẽ thấy mây. Còn bây giờ tiếp tục hành trình. Các bạn thấy đấy, xe bật đèn pha lên hẳn luôn, không thấy gì. Đấy. Ui. Vừa đi vừa căng mắt ra luôn các bạn.
Rồi các bạn thân mến, sau khi chúng tôi vượt một cái đoạn đường đầy sương mù thì trước mắt chúng ta đã thấy mặt trời nắng. Thì chắc chắn các bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh đẹp tuyệt vời của quá trình săn mây của anh em Tung Tăng TV. Đây, chúng ta sẽ quay lên y tí cách đây tầm 5 cây số và chúng tôi sẽ tiến về hướng Ngải Thầu Thượng để đón những hình ảnh của mây. Một hình ảnh sẽ hy vọng sẽ rất tuyệt vời để mang đến cho tất cả các bạn. Và chúng tôi cũng đang rất nóng lòng để có thể tiến tới, bởi vì cái chặng đường vượt qua để đến với khu vực Ngải Thầu Thượng này nó quá là khó khăn. Những cái khu vực bùn lầy trơn trượt, xe đi rất là khó luôn. Nhưng để đổi lại được điều gì? Wow! Một cái biển mây. Đây, trời ơi, các bạn nhìn thấy phía bên tay trái nhá, một cái biển mây đẹp tuyệt vời. Nhưng mà tầm này thì vẫn chưa ổn lắm đâu, chúng ta sẽ đi lên trên tầm cao nữa. Và Tuấn sẽ mang đến những hình ảnh, Tung Tăng TV sẽ mang đến những hình ảnh đẹp nhất dành cho cả nhà mình. Đấy, bây giờ nóng lòng lắm rồi. Quá trình di chuyển lên đây quá khó khăn. Chúng tôi đã phải dường như nín thở để di chuyển lên đến đây. Và rất nhiều người đi lên đến y tí nhưng mà lại ít được có cơ hội gặp mây. Chúng tôi rất là may mắn. Xin chào các bạn. Có lẽ đây là một cái chuyến hành trình mà thực sự là quá tuyệt vời. Vị trí mà Tung Tăng TV đang ngồi ở đây đó chính là Ngải Thầu Thượng, một nơi cao ở Y Tý. Và chúng ta cũng đã săn mây thành công. Ở phía dưới trước mắt của chúng ta đó là một biển mây trắng tinh như bông luôn, và lấp ló ở trong đó là những cái bản làng, những ngôi nhà mà ở lấp ló ở trong mây. Buổi sáng thì chúng ta cũng quan sát được cái cảnh bà con sinh hoạt ở tại đây. Hôm nay anh em Tung Tăng TV thì cũng có một cái sự trải nghiệm cũng đơn giản, đó chính là ăn sáng ở ngay cái địa điểm Ngải Thầu Thượng này. Và buổi sáng của chúng tôi cũng chỉ là mì tôm và xúc xích. Nhưng mà hôm nay thì có thêm một cái đặc sản từ Lạng Sơn nữa, đó chính là măng.
măng chua. Cái này thì nếu như anh em nào ở Cao Bằng hay Lạng Sơn thì quá thân thuộc, nhưng mà chúng tôi đã mua từ Lạng Sơn để mang lên đây thưởng thức. Đấy, măng chua đỉnh cao luôn. Và ăn cùng với mì tôm. Sau khi ăn sáng xong thì sẽ cùng nhau thưởng thức một cốc cà phê sáng ở tại biển mây này. Cảm giác em thế nào Tùng? Không bỏ công sức, anh mình lặn lội từ dưới thành phố Lào Cai lên Ngải Thổ Thượng. Quãng đường vô cùng gập ghềnh để mà có được cái trải nghiệm. Có lẽ là không phải ai có trải nghiệm như này. Săn mây khó lắm, bởi vì rất nhiều nhiếp ảnh gia, rất nhiều anh em đi du lịch mà để có được những khoảnh khắc khi đặt chân đến đây, gặp những tầng mây nó lại trắng như bông như thế này, và được một lần ngồi ăn sáng ở như thế này thì có lẽ ít người lắm, rất ít người. Nhiều người đã cất công từ những nơi xa xôi rồi đến đây, từ những thành phố lớn đến đây nhưng lại không gặp mây, lại buồn đi về. Vậy chúng ta là cũng phải có thêm cái cơ duyên nữa anh ạ. Đúng rồi, phải có duyên một chút xíu thì mới có thể gặp được cái biển mây như thế này. Và hy vọng là Tung Tăng TV sẽ mang đến những cái trải nghiệm mà thú vị nhất và thực tế nhất, cũng như là mang lại những cái hạnh phúc và chia sẻ những cái niềm vui cho tất cả những khán giả của Tung Tăng TV. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ thưởng thức ăn sáng, sau đó là làm vài bản hát karaoke nha. Tí hát karaoke, uống cà phê, hát karaoke ở ngay trên tại đỉnh Ngải Thầu Thượng. Và để cho mây nghe, để cho mọi người cùng lắng nghe. Nhưng chắc chắn là sau khi chúng ta ăn uống xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ và đi, chỉ để lại dấu chân thôi, chứ còn không có xả rác hay là như thế nào bừa bãi được, đúng không? Đấy. Rồi bây giờ thì xin mời cả nhà cùng ăn sáng. Đây, cả nhà ăn sáng nha. Mì tôm thôi, không có gì cả. Đây, mì tôm có một tí tép ở đồng bằng mang lên, một tí măng nữa, thế là thành một món ăn sáng. Lại nhiều món ăn mang từ nhiều vùng khác nhau anh ạ. Thực sự cái món ăn nó ngon hay không thì cái phần nào mà cái thiên nhiên mà nơi chúng ta ngồi, cái địa điểm chúng ta ngồi ấy, nó quyết định rất là nhiều đấy. Nhưng mà các bạn thấy không, đây khoan ăn đã, chúng ta sẽ nhìn này. Sau lưng chúng ta đó là một bầy lợn thả rong này, tên lửa luôn. Bây giờ Tuấn sẽ đi vào thử cho nó chạy nha. Rồi sau đó đi ra ăn này. Và nó phắn này. Tít 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 tít. Ôi, lợn không sợ luôn. Ít 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 ít. Đó, mấy lợn này là hầu như anh em ở dưới miền xuôi rất là thích luôn. Con lợn này thì được cột lại rồi. Đó, cột bằng sợi dây. Còn là những con lợn con này chạy tung tăng quanh đây đây. Có sợ gì ai đâu. Không sợ gì ai hết cả. Ít 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 ít. Đấy. Đó. Mấy anh em ở miền xuôi hay lên ở vùng cao mà nhờ bà con ở đây làm cho con lợn, sau đó là bỏ thùng mang về. Đấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có sợ gì ai đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một tí, nhưng mà cảnh ở đây quá đẹp. Hy vọng những cảnh quay sẽ mang lại những cái niềm hạnh phúc và niềm vui cho tất cả mọi người. Bây giờ ăn sáng đã nha. Mời cả nhà nhá.
Các bạn thân mến, đã đặt chân đến Y Tý và đi săn mây, chúng ta săn mây thành công thì đừng bỏ qua một địa điểm, đó chính là hòn đá sóng ảo. Hòn đá sóng ảo thì chỉ là một hòn đá, nó nằm bên đường và chúng ta phải xuống một cái đoạn đường quanh co một chút xíu, ở đây xe ô tô đi xuống được. Và còn một quãng nữa chúng ta đi bộ. Lưu ý là khi xuống đây chụp hình có sóng ảo đi chăng nữa thì hãy giữ gìn vệ sinh chung, chứ còn đừng có vứt rác ở đây nha các bạn. Đây, hòn đá sóng ảo của chúng ta đây. Và xin khuyến cáo với tất cả các bạn, đó là khi leo lên đây để chụp ảnh thì hết sức cẩn thận. Và đợi cái thời điểm mây nó lên như thế này thì lúc đó mới là đẹp nhất. Đây, quá đẹp luôn. Đấy, tuyệt vời. Cái góc chụp từ phía trong này ra và các bạn sẽ thấy, nhìn thấy mây. Ngồi ở đây, có ngồi ở đây chụp thì hết sức cẩn thận, lỡ nó lộn xuống dưới này là cực kỳ nguy hiểm luôn. Đây, mình sẽ ra đây một chút xíu thôi. Đó, đứng ở đây. Đây, các bạn thấy góc chưa? Một biển mây ở phía dưới và chúng ta đang đứng ngay phía trên. Đây là hòn đá sóng ảo, hay còn gọi là mỏm đá sóng ảo, của các bạn trẻ rất là hot luôn. Rồi, xin chào, phát kẹo nào. Đây, mấy cháu ở gần đây không? Cháu xin. Cháu xin. Đây, cháu xin được chưa? Đấy, lên đây ai cho kẹo thì cháu xin nhá. Còn ai cho tiền thì nói cho bố mẹ cháu tiền, chứ còn bọn cháu không dám nhận, tụi cháu không dám nhận tiền đâu ha. Để bố mẹ cháu mua sách vở. Em xin ạ. Rồi, đây. Rồi, đó. Nhà mấy cháu ở gần đây không? Gần đây ha. Thôi các bạn thân mến, Tuấn đang còn ở Ủy ban Nhân dân xã Ngải Thầu và đây cũng là cái chỗ làng văn hóa. Mình muốn xuống đây để xem bà con như thế nào. Chào anh. Bé ơi, lại đây chú cho kẹo nào. Đây con, có túi ấy không? Con ăn 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 sáng ăn trưa đây? Ăn trưa. Hả? Cười đi xem nào. Cười tươi lên nào. Đây. Đây. Rồi đi nào. Các cháu ơi, ở đây làng mình là làng gì anh? Anh đây là xã Ngải Thầu. Thôn, thôn gì anh? Thôn Cán Cấu. Ở đây đồng bào mình ở đây là đồng bào dân tộc gì ạ? Dân tộc Mông ạ. Nhà mình có mấy cháu không? Cười. Ở đây có mấy cây đào đẹp quá. Đây, nhìn quá đẹp luôn. Rồi, để lên đây. Các cháu ơi, ra đây nào. Đây, cháu xin. Đây. Ừ. Ôi, trời. Đâu rồi, hai bé. Lại đây chú nào. Con chào ông. Ông đang đan gì đây? Chào xin. Chào xin. Đây. Hai. Cười đi nào. Cười đi nào. Hi hi. Chào xin. Ủa, sao mất rồi. Đây. Cháu mấy tuổi rồi? Cười đi nào. Chào xin. Đây, ở đây bà con ở đây toàn là nhà trình tường. Chào em nhá. Nhà trình tường.
Vào đây xem ông đang đan cái gì đây. Ông đang đan cái giỏ hay sao ông? Ông đang đan cái gì đấy? À. Chơi à? Dạ, bọn con xuống đây đi chơi, xem bà con dưới này sinh sống thế nào. Dạ. Ở đây đa số là đồng bào dân tộc Mông ông nhỉ? Vâng. Dạ. Đang đan tỉ mỉ từng tí một này. Cái này là cái gùi đúng không ạ? Vâng. Dạ. Các bạn thân mến, sau khi chúng ta đi lòng vòng ở xung quanh này thì sẽ xuống dưới ngôi trường nhỏ phân hiệu Cán Cầu, trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Ngải Thâu. Ôi, ngôi trường ở trong trên mây luôn. Nó bao gồm các lớp tập trung ở đây. Ở đây các cháu cũng có chỗ vui chơi này. Ôi mà hoa đào ở đây rất là đẹp nha, nhiều lắm. Có những gốc đào tuyệt vời luôn. Đấy, hầu như những cái ngôi trường ở những vùng cao này có những gốc đào đẹp tuyệt. Mùa hoa đào nở. Đi xuống đây chú phát kẹo nào. Đây đây là lớp tiểu học thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cháu. Chưa xong. Đây các cháu vào đây ở nắng nào. Đây nắng lắm. Đây vào đây ngồi ha. Cái này đan thủ công. Các cháu vào đây nắng nào. Đây chú xin lỗi vì chú đến buổi trưa nha. Lạc đường vào đây. Lại đây các cháu. Lạc đường vào đây nên là trường này có khi nào mà đến khi mây nó lên là nó ngập không anh? Có ạ. À. Ngập hết khu này luôn ạ. Vừa mới hôm nay quang, nay anh đến là may đấy. Là may đó. Vâng, mây quang chứ mọi lần là hầu như là ở đây đều mù hết. À. Rồi, chúc các cháu mạnh khỏe nha. Chúc cô cũng mạnh khỏe nha. Con chào các chú đi. Chào các chú. Nào cả lớp. Chúng cháu chào chú ạ. Cháu chào chú ạ. Ờ. Chú xin lỗi vì đến buổi trưa nha. Đấy các cháu lên nghỉ ngơi. Ờ, à, lớp em không ngủ trưa. Không. Ừ. Em cũng không ngủ trưa luôn. Em ạ? À? Ừ. Em có, chưa rằng vẫn có, nhưng có việc hơn là rồi, chào cô giáo Hiền nha. Rồi, chúng ta cũng đã thăm được một ngôi trường. Anh em cũng đi lạc đường vào đây, thấy một ngôi bản ở phía dưới. Thì đến đây thì thấy một ngôi trường nhỏ nằm phía dưới này, có thể gọi là ngôi trường nằm trên mây. Và đây cũng là một cái nơi còn khá hoang sơ, ít người biết đến. Có lẽ thông qua cái trải nghiệm này thì sẽ nhiều người biết đến địa điểm này, có phần nào giúp đỡ được các cháu ở đây. Và thực sự là mình cũng đến đây một cách là nó bất ngờ thôi, và cũng không mang cái gì nhiều, chỉ mang được kẹo đến cho các cháu thôi. Hy vọng sẽ có dịp là được quay trở lại ngôi trường này để giúp đỡ được điều gì đó.